Xe tăng rau củ. Luca và Elsa thích thú chơi đùa trong khu vườn đầy rau củ. Ôi không, châu chấu lại đến rồi. Tên châu chấu xuất hiện khiến các bạn rau củ sợ hãi. Các bạn rau củ phải cống nạp cho châu chấu rất nhiều đồ ăn. Trả lại đây, châu chấu. Chúng ta phải giúp khu vườn. Ta cần lập một quân đội. Elsa quyết định thành lập một đội quân rau củ để chiến đấu với châu chấu. Wow, một chiếc xe tăng rau củ thật là ngầu. Chuẩn bị, sẵn sàng, tấn công. Đội quân dưa hấu tấn công. Chuẩn bị, sẵn sàng, tấn công. Tên châu chấu lại đến rồi, nhưng ngay lập tức nó đã bị đội quân rau củ tấn công. Hoan hô, đội quân rau củ chiến thắng rồi. Tôi xin lỗi. Hãy luôn để trí tưởng tượng bay cao nhé, các bạn nhỏ. Hội chợ từ thiện. Đây là cái gì vậy, cô Susan? Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một hội chợ từ thiện. Và tất cả số tiền kiếm được đều được tặng cho các bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Cùng nhau thực hiện nào các em. Để tôi giúp anh. Các bố đang giúp các bạn nhỏ dựng gian hàng cho hội chợ từ thiện. Chúng con cảm ơn. Các bạn nhỏ tự mình chuẩn bị những gian hàng thật rực rỡ và độc đáo. Có thật là nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn ở hội chợ. Spider-Man mở một gian hàng trò chơi. Thật ngầu quá, Spider-Man. Mm-hmm.
hàng vẽ tranh của Elsa cũng thú vị không kém. Nhưng thu hút nhiều người nhất chính là quầy tô tượng của Luca đấy. Hội chợ vừa vui vừa ý nghĩa, phải không các em? Đây là chút quà nhỏ của chúng cháu dành cho các bạn ở trại trẻ mồ côi ạ. Cảm ơn các cháu. Cuốn sách động vật thần kỳ. Em đang làm gì thế? Chẳng vui gì cả. Nhìn kìa, Elsa đã biến thành một chú thỏ con. Tuyệt vời quá. Con khỉ. Elsa lại tiếp tục biến thành một chú khỉ tinh nghịch, khiến Luca vô cùng ngạc nhiên. Ngựa một sừng. Wow. Thật kỳ diệu. Elsa, Mimi và Tina gọi em đấy. Luca tìm cách khiến Elsa rời đi, rồi chạy tới cuốn sách thần kỳ. Khỉ đốt. Khủng long. Luca liên tục chọn biến thành những con vật thật ngầu. Biến thành một chú rồng khổng lồ, rồi bay ra khỏi phòng để đi khoe với các bạn. Ôi không! Các bạn đều sợ hãi bỏ chạy hết rồi. Chẳng ai dám chơi với bạn rồng Luca cả. Có thể Elsa sẽ giúp được bạn đấy, Luca. Tránh xa tớ ra. Là anh à, Luca? Đừng bao giờ động vào đồ người khác khi chưa được cho phép nữa nhé. Luca chọn thú cưng. Nhớ tắm cho chó mắc khi chơi xong nhé các con. Anh Luca, đi tắm cho mắc đi. Elsa vui vẻ tắm cho chú chó cưng, trong khi Luca thì chẳng muốn làm. Các con nhớ cho mắc ăn, rồi hãy ăn bánh nhé. Con sẽ cho mắc ăn ạ. Luca, bạn thật là lười biếng. Luca. Anh chẳng chịu chăm sóc cho Max gì cả, không cho anh chơi với Max nữa. Anh cũng chẳng thèm, anh xin đưa con khác cho xem. Hả?
Là một bạn lười thật này. Luca ghen tị với chú chó cưng của Elsa vì có thể làm được đủ trò, nhưng lười ta thì chỉ thích nằm một chỗ thôi. Giống chú chó Max, nhưng mà khỉ ta có vẻ thích chơi trò khác cơ. Ôi, thật là bừa bộn. Chúng ta phải ngăn chú khỉ lại thôi, Luca. Max và Elsa giúp Luca bắt được chú khỉ rồi. Dọn dẹp phòng đi nào, Luca. Con xin lỗi mẹ ạ. Cảm ơn Max, con là tuyệt vời nhất đấy. Luôn yêu thương và chăm sóc các bạn thú cưng nhé, các bạn nhỏ. Phone, người bạn mới. Một chiếc phi thuyền bất ngờ lao xuống vườn nhà Luca, mang tới một người bạn kỳ lạ. Jack! Bạn đang làm gì vậy? Jack ơi! Jack! Bạn ấy đã biến thành bụi cây nhờ chiếc áo choàng thần kỳ. Liệu Luca và Elsa có phát hiện ra không nhỉ? Có vẻ như người bạn này khá nhút nhát đây. Tớ là Phone, đến từ hành tinh công nghệ. Chào cậu, Phone. Thôi nào anh Luca, chúng mình phải tìm em Jack tiếp thôi. Các cậu muốn tìm ai ư? Tớ có thể giúp. Máy tìm người mất tích. Đây là cái gì? Cậu có ảnh của Jack không? Người bạn mới dẫn đường đi tìm Jack nhờ chiếc máy tìm trẻ thất lạc. Thì ra là em Jack ngủ quên trong tủ quần áo. Giỏi lắm các con. Phone, cậu không cần phải trốn nữa đâu. Ai đây Luca? Đây là bạn Phone ạ. Cậu ấy đã giúp chúng con tìm em Jack. Ôi không, hành tinh của Phone đã bị xâm chiếm. Cô rất tiếc. Bố mẹ cho Phone ở lại cùng nhà mình nhé. Nhưng nhà mình không còn phòng trống nào nữa.
Cô chú đừng lo, cháu không cần phòng riêng đâu. Bố mẹ đồng ý đi mà, đi mà. Hello. Cảm ơn mọi người. Quy tắc dạy trẻ. Luca. Luca chạy tới bàn ăn với đôi tay lấm bẩn. Con cần phải rửa tay trước khi ăn, Luca. Vâng bố, con biết rồi ạ. Giỏi lắm Luca, nhớ rửa tay thật sạch với xà bông nhé. Luca, anh xin lỗi. Elsa, chơi đua xe đi, vui lắm. Anh không được chơi đua xe trong nhà đâu. Luca không nghe lời khuyên của Elsa mà tiếp tục lái xe trong phòng. Đừng lái xe trong phòng thế, Luca. Con xin lỗi ạ. Em đã bảo rồi mà. Cùng ra ngoài chơi nào các con. Thôi không, sao bạn lại vứt rác bừa bãi đấy, Luca? Đừng vứt rác bừa bãi như thế. Con xin lỗi ạ. Cảm ơn cậu. Luca và Elsa học theo bố, nhắc nhở mọi người những việc không nên làm. Dừng lại. Bác xin lỗi. Cùng nhau ghi nhớ những việc không nên làm này nhé, các bạn nhỏ. Biệt đội chống dịch. Virus nguy hiểm đang tấn công thế giới. Chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng, đó là ngăn chặn virus COVID-19. Mỗi chúng ta đều có một nhiệm vụ riêng. Biệt đội qua Luca, hành động. Cảm ơn cháu Elsa. Bác nhớ dùng khăn giấy khi hắt xì hơi nhé. Và tất cả mọi người cần phải đeo khẩu trang. Nhiệm vụ của siêu nhân Elsa là giúp mọi người đều đeo khẩu trang khi ra đường. Siêu nhân Tina thì nhận nhiệm vụ dọn dẹp lớp học thật sạch. Cùng nhau tập thể thao và nâng cao sức khỏe nào. Nhiệm vụ của siêu nhân Luca cũng thật quan trọng đấy. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose.
Siêu nhân Eddie cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhắc mọi người rửa tay sạch sẽ. Always be carefully, let's do this together. Wash our hands, wash the germ away. Always have that in mind, not to touch your face. Remember all the rules, you will be alright. Corona, corona, stay away from us. Keep your hands so we clean, protect everyone. Corona, corona, stay away from us. Together we will keep everybody safe. Luôn giữ gìn sức khỏe nhé, các bạn nhỏ. Các bạn nhớ like và bấm đăng ký để chúng mình có thêm nhiều động lực sản xuất những video trong thời gian tới nhé.